Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay sẽ không có bất kỳ một cái audio nào mà sẽ là một chiếc máy khá là sâu tuổi đến từ thương hiệu của Singer. Đây là cái hộp máy may di động của chúng ta. Và điều đặc biệt mà muốn đem đến cho tất cả anh em trong cái chiếc máy may này là chiếc máy may có thể cắm điện. Đây, bây giờ em sẽ mở ra. Ngay bên hông thì chúng ta sẽ có cái phần chốt đó, khó lại mở ra như thế này. Đây, để em mở ra. Cái con này thì hiện tại là đang mắc cái phần quay sách. Đây, ok, em sẽ mở ra. Đây, đây là chiếc máy của chúng ta. Thì em sẽ lấy ra ha, để cắm điện vào. Ngay chỗ này thì chúng ta sẽ có một cái công tắc đèn, khi bật lên thì đèn nó sáng như thế này để chúng ta có thể may vá được rõ hơn. Rồi, đây về phần kim, hiện tại thì em không có để kim vào để tránh cái rủi ro ha. Bây giờ quay thì chúng ta đây ngay là chúng ta sẽ đỡ ở phía dưới để chúng ta có thể đạp. Bây giờ em không đạp thì dùng bàn tay ha. Đây. Đấy. Bây giờ em sẽ quay qua đây lại cho anh em thấy ha. Rất là ngọt luôn, quá đẹp. Đây là một trong những cái chiếc máy cực kỳ hiếm trên thị trường. Nếu anh em nào thích những cái dòng cổ điển thì hãy liên hệ với em ngay để sở hữu cái con máy này. Rất cảm ơn tất cả anh em đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo. Nếu thích clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.